mỗi lần lên chào cây là mỗi cái cảnh khác nhau đúng không? Yêu cây là phải coi những cái thời điểm này. Về tới nhà là lo bắt tim liền. Chiếc này phải mời anh Quân rồi anh khui chứ. Có ảnh là rễ nó mới gì được. Phâu về là mua luôn cái chậu vếp luôn. Na cuối tháng 6 rồi, nhập đội thêm mấy bọn vú trực gì nữa. Qua tháng 7 là nghỉ á, không mua phâu nữa. Mày thấy cái này kia nào? Xuống đi. Đây, cái chân nó lên. Coi cho nó vướng cái chì kìa. Phải mò ra chỗ đó.
Rồi, ok. Đúng là cài lên chậu. Có khó. Cắt luôn họa luôn cái ngọn hả? Cái này nó một lần đầu này. Hả? Cái này. Cái đó cái đó anh cắt rễ quá anh chờ trước. Cái này hả? Mỗi lần lên chạo cây là mỗi cái cảnh khác nhau đúng không? Yêu cây là khó coi những cái thời điểm này nè. Đúng rồi. Hả? Giờ cái đây à, để đâu xuống thấp. Mình từ từ mình nghiên cứu mình gỡ lặng. Vì cây nó nặng quá mà không có xe là không được. Anh ảnh về là anh không có nói lố với chạy được. Thua thôi thầy. Chịu trách thôi thầy. Mua về tưởng nhỏ. Hồi sáng ra thấy nằm trên cái xe xuống cái hở ơi mất. Anh kêu xô mà heo tối hay cây đắng. Cây không phải cây quá. Lấy lộn không á chứ. Chắc vô nhầm xô chứ. Đó. Chạy.
đợt hầu giờ cũng ít ít cát mấy cái mạch lớn phải không? Hả đợt? Thấu cái đó ra nhìn cái nát cái tà tành nó mới giá trị. Cây này thì dữ liệu quá nhiều. Không, nhìn cái gác này mấy anh, nhìn mấy phê này à. Bữa nay là trồng trước rồi mới định hình mới xử lý phao sau hả? À, rồi quá đẹp. Được nè, đọt lao lao cát cái nhớt cát được nè. Quá đẹp. Cát dài mà nghe mạch nó cũng sướng phải không? Sướng chứ sao. Cái tử này cần họ bắt không Dũng? Giữ nguyên hả? Họ xuống thì nó có vẻ nó hợp lý hả? Thả bèn luôn. Thả cái cùng nhỏ chứ thử. Khóa cái này luôn nè. Gã cái mạch đó là nó thoáng rồi, cài rồi. Nhìn cái thân nó mới mềm mà. Chiến này đọt là vì nghĩa hòa là anh em nó mời đi xử lý phầu vú đó nha. Đó. Vì cái bị cát cứ cát còn hư ráng chịu chứ đúng không? Không, nhiệm vụ tôi chỉ có cát thôi. Hoàn thành lên chậu cho cụ dúi. Tạm thời là dài đi. Sau khi sống khỏe rồi tiếp tục làm đẹp.